công nghệ sinh học của trường đại học quốc tế được thành lập vào tháng 7 năm 2004. Khoa đào tạo 5 chuyên ngành bậc đại học và 2 chuyên ngành sau đại học, 1 chương trình tiến sĩ. Khoa có 4 chương trình đào tạo đại học và sau đại học đạt chuẩn kiểm định IUNQA. Khoa công nghệ sinh học có trên 30 cán bộ giảng viên và gần 30 cán bộ nghiên cứu kỹ thuật viên. Trong đó, 94% cán bộ giảng dạy có trình độ tiến sĩ và sau tiến sĩ. Trên 1.600 sinh viên đại học, 150 học viên cao học và nghiên cứu sinh đang theo học tại khoa. Mỗi năm, số lượng sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong 6 tháng đầu tiên trên 80% và 15% tổng số sinh viên tìm được các học bổng học cao học và tiến sĩ trong và ngoài nước. Các chỉ số công bố khoa học quốc tế của khoa luôn được duy trì ở mức 1,48 cho đến 2,24 bài trên một cán bộ một năm. Hiện nay, khoa công nghệ sinh học có 16 phòng thí nghiệm khác nhau được đầu tư hiện đại, đồng bộ, phục vụ cho công việc giảng dạy và nghiên cứu. Các doanh nghiệp luôn hài lòng với đội ngũ nhân viên tốt nghiệp từ khoa công nghệ sinh học. Nhiều sinh viên của khoa đã có được những học bổng học trực tiếp lên tiến sĩ và giành được các học bổng toàn phần tại các trường đại học danh tiếng của Úc, Hoa Kỳ. Một số sinh viên của khoa sau khi tốt nghiệp đạt được những thành công và có vị trí tốt trong công việc và xã hội.